đi đi em. Xin kính chào cô chú anh chị và cùng toàn thể các bạn nha. Cả nhà ơi, hiện tại thì mình đang ở cầu Vượt Hành Xanh, và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ được cả nhà đi ăn món hủ tiếu Năm Vàng cầu Vượt Hành Xanh nha. Có một cái điều đặc biệt là đây là một cái quán hủ tiếu Năm Vàng của một người Khmer, dân tộc Khmer của người Campuchia đấy. Vì cái món hủ tiếu Năm Vàng như các bạn biết thì nó là xuất phát từ người Campuchia, và cho nên là quán hủ tiếu Năm Vàng ngày hôm nay thì nó đúng kiểu của hủ tiếu Năm Vàng, đúng chính gốc của hủ tiếu Năm Vàng luôn nha. Nói chung là ngày hôm nay thì mình sẽ được cả nhà đi ăn món hủ tiếu Năm Vàng chính gốc nha. Mình xin giới thiệu một chút xíu về quán ngày hôm nay nha. Đây là cái đường Điện Biên Phủ nối dài nha các bạn, và cái quán này thì nó nằm bên hông của cầu Vượt Hành Xanh luôn đấy. Đây là cầu Vượt Hành Xanh. Cái quán này là bán 24/24 luôn các bạn, cho nên là quán này còn được mệnh danh là quán không ngủ nha các bạn. Quán đang bán bên trong này. Nhìn vào thì ban đầu thì thấy cái quán nó khá là thoáng và sạch sẽ nha các bạn. Đó, các bạn thấy cái cô có ở trong kia thì mình có cô mà áo túi tím đúng phía sau á, cô ấy chính là người gốc Khmer luôn, người Campuchia luôn. Rồi nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào phía trong xem thử là cái món hủ tiếu Năm Vàng chính gốc nó sẽ như thế nào nha các bạn. Mình vào nha. Ở đây thì mình thấy là quán là vừa có bán cơm lại vừa có bán hủ tiếu Năm Vàng nha các bạn. Ngày xưa là bán hủ tiếu Năm Vàng gần bán cả 30 năm rồi, còn bán cơm là mới bán gần đây thôi. Cái nồi to cầu bố nha. Cái phần này anh đang làm là bao nhiêu đây? Dạ 55 ngàn. 55 ngàn hả? Một cái phần 55 ngàn nó có gì em? Có tôm, với trứng, với gà, với bạch bầm. Là đầy đủ hả? Dạ. Nè, với bạch bầm. Là đầy đủ hả? Dạ. Nếu mà khách người ta tới đây người ta ăn cái phần nào nhiều mà em? Là cái khô. Ăn cái khô nhiều mà. Rồi, có một chút chất lượng này. Hôm nay đang làm là bao nhiêu vậy chị? Dạ 55 anh đi. 55 đúng hả? Là miếng á. Nãy giờ mình nghe cô nói tiếng Khmer luôn các bạn ạ. Thế là cô người Khmer. Vâng. Các bạn ơi, đây là như vậy, đây là gốc của hủ tiếu Năm Vàng nha. Hủ tiếu Năm Vàng là gốc của người Campuchia nha các bạn. Campuchia đó. Vâng. Anh có thể nói là cây hủ tiếu Năm Vàng này làm sao nó mà gốc của Campuchia, làm sao mà để cho người ta nhận biết đó là cái gốc của Campuchia đồng anh hủ tiếu Năm Vàng. Bởi vì cái tiếng gọi Nam Vàng là ta biết rồi. Nam Vàng tức là Nam Vàng là nó xuất xứ từ Campuchia. Vâng. Mình họ người bản xứ ở đó họ về đây họ bán. Vâng. Là một cái khu Nam Vàng. Đúng rồi. Mình cái gốc này nó nằm ở bên Campuchia. Vâng. Rồi người Campuchia họ về đây họ bán. Vâng. Tụi anh đi làm công á. Dạ. Làm công rồi mới về cái sau rồi có gia đình. Thôi vâng. Nhỏ làm như mấy đứa vậy đó. Vâng. Rồi có gia đình làm ra rồi cái mình làm cũng lâu năm ở đó. Vâng. Rồi mình biết cái nghề cái sau này mình ra với nghề này. Nhưng dạ. Có duyên thôi. Nhưng mà làm nghề khác mới ra nghề này. Dạ, rồi cái hủ tiếu Nam Vàng thì nếu mà chuẩn của nó thì nó có cái vị kiểu như nào anh? Đó là nó đặc biệt của nó là hủ tiếu khô thì hắc xì dầu. Vâng. Hắc xì dầu đó là cái vị của theo mà người Tàu là nó là hắc xì dầu. Hắc xì dầu. Hắc xì dầu. Còn cái vị của Nam Giang là nó là thuộc về là chữ tỏi. Vâng. Nó chủ yếu là tỏi phi á. Tỏi phi tóc mỡ. Vâng. Thì nước lèo thì có mực tôm khô cho nó lên cái vị đặc trưng đó. Vâng đấy. Cái này là nhiều chị? Dạ 55 luôn anh. Là mình có một giá. Dạ. Là bán tới ha. Dạ. Cái
bóng hủ tiếu hả? Hình như là đây em để ý giống người trong gia đình mình hết à? Đúng nè, em nằm ở đây mình 13 năm. 13 năm luôn rồi. Làm ở đây 13 năm rồi, anh tên gì? Anh Thái. Là năm bao nhiêu tuổi là vô đây làm rồi? Em là 14 tuổi anh ơi. 14 tuổi là vô đây làm, là năm nay 13 năm là thành 27 tuổi đấy hả? Đúng rồi. Chưa có luộc hả? Còn nhưng mà nó không thích. Tại làm ít thì... Nói chung là làm tới đâu bán tới đó cho dạ, nó tươi hả? Nè biết mà méo cái sọt luôn. Em biết không em gì? Em biết mà cái đồ múc nó méo luôn. Em bố sao không? Nó đặc biệt là cái nước sốt này đúng không chị? Dạ. Cái này đắp mỡ. Cô ngon nè, giờ nước sốt. Ngon rồi, giờ cái nước sốt ha. Dạ. Thì hủ tiếu tiến Nam Vang thì nói chung là nó cái gì nó không phải chi tiết hết nè. Vâng. Ví dụ như bánh là phải chụm là sao cho nó đừng có mềm. Vâng. Và cũng đừng có khô quá. Vâng. Thì hủ tiếu khô thì phải ép cho nó khô nước đó. Vâng. Lèo ra để mình chan vô mà nó không bị nhão bánh. Vâng. Mà ta ăn lúc nào đó khô bánh thì nó ngon hơn. Vâng. Còn nếu mà nó nhão quá ta ăn ngán. Dạ. Bánh hủ tiếu không vậy? Bánh hủ tiếu mình phải chọn cái bánh cho nó khô. Nó vừa để mình trụng nó không có bị nhão á. Vâng. Mà không thì nhão bánh thì mình trầm lên tàu hủ tiếu ăn cho nó ví dụ ta đem nhưng mà để ta trộn rau có thời gian ta nêm đếm này nọ là nó không bị nở. Vâng. Nó vừa ăn. Vâng. Ngon nhất là cái hủ tiếu, thứ hai là cái nước sốt đúng không anh? Ừ, đúng rồi, khô thì có nước hắc xì dầu. Hắc xì dầu. Đúng rồi. Nhiều ở nhưng là mỗi người họ làm theo một cách khác. Còn hồi xưa đó là ta ở cho trong người bản địa người ta đó thì người ta làm cái hắc xì dầu nào giờ thì mình cứ làm được thôi. Còn người về đây cũng có nhiều từ ta chế biến lại đó. Là ta làm cái nước sốt đó từ ta pha nước tương hắc xì dầu rồi này nọ, nước tương với dầu hào á. Thì tương ớt hay nào ta từ ta ăn cũng được thôi, nhưng mà mỗi cái tùy theo mỗi khẩu vị. Vâng. Nhiều thích ăn hắc xì dầu thì ăn hắc xì dầu, người ta thích pha sốt thì ta pha. Và như vậy ở đây là nó vẫn giữ nguyên kiểu gốc đúng quyền. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, Nam Vang. Yeah. Nói chung Nam Vang nó đa dạng lắm, ví dụ vô này là ví dụ người ta đầy đủ rồi, ta có tim, có cật, có mực. Vâng. Nó đầy đủ hết rồi đó. Vâng. Nhưng mà nào giờ mình bán sao có bà gì bà chủ á, bà sao là mình về sao cái chăng rồi thôi. Vâng. Rồi không thêm mấy món thêm món cái gì nữa. Muốn rồm rà quá. Dạ. Thế nhưng mà muốn rồm rà quá. Rồi ví dụ như mình càng nhiều món như nhiều thứ là giá thành nó càng cao thêm. Vâng. Còn thêm mình khó bán với khu vực này cũng là bình dân nhiều. Vâng. Đấy, thực tế ha. Ví dụ mà đang bán lâu rồi nó bán được giá này. Dạ. Chứ nếu mà mới mở ra không bán được giá đâu. Vâng. Đấy có cái phần sườn thêm này là mình thêm một phần là nhiêu anh? Là 35 ạ. 35 ngàn hả? Là cứ một cục đem tới hả? Cái này là 3 cục. 35 ngàn 3 cục. À ví dụ cái phần hủ tiếu mà hủ tiếu không thêm là tính nhiêu chị? Hủ tiếu không anh? Dạ. Dạ 20. 20 hả? Dạ. Nếu không là có phần là... Tôi không người lái á. Gọi là hủ tiếu không người lái á. À không người lái. Không người lái. Lái thì 20. Còn bánh thêm thì 10 ngàn. Vâng. Bên kia là bà chủ quán hủ tiếu Nam Vang. Đang ăn hủ tiếu Nam Vang của nhà mình nhưng mà ăn hủ tiếu trộn với nước sốt thôi. Bộ viên này là mình bán thêm là như thế nào anh? Đây là một cuốn là 35. 35 ngàn là mấy cục anh? Là 3 viên. 3 viên. Bộ viên này là mình nhà mình tự làm hay là mình đặt người ta? Đặt tập hàng thôi chả ăn
Ở trên Khmer là có cái món đặc sản là món đường tốt nốt đúng không anh nhỉ? Đúng rồi. Rồi các bạn ơi, như vậy đây là mình mới gọi ra hai phần. Ở đây thì có hủ tiếu khô và hủ tiếu nước. Thì mình gọi ra cả hai phần luôn, vừa khô vừa nước luôn. Đây các bạn này, đây là một phần hủ tiếu khô này. Phần này thì sẽ có giá là 55.000. Đấy. Thì nó sẽ có gồm hủ tiếu này, hủ tiếu rồi là thịt, tôm, trứng, tóp mỡ, thịt bằm. Đấy, và đặc biệt dưới là cái phần hủ tiếu nha, hủ tiếu trộn nước sốt ở dưới. Cái này mới kêu ra thì nó như vậy thôi, chứ bắt đầu trộn lên là nó thì tơi ra nha bạn, tơi nha. Thường thường đi ăn hủ tiếu Nam Vang thì chúng ta sẽ ăn cái phần khô này các bạn này. Vì cái phần khô này thì nó sẽ gọi là nó đặc biệt của nó là có cái phần nước sốt á. Cho nên là kêu phần khô này rất là nhiều. Ngon hay không là do phần nước sốt mà. Và đây là cái phần thứ hai. Một cái phần gọi là đắt tiền nhất của quán, một phần có giá là 65.000. Đấy, một tô thập cẩm đầy đủ. Nó sẽ có giò, cái này không phải giò, cái này là gọi là xương ấy, xí quách đấy, rồi là tôm, rồi là thịt, rồi là gan, rồi là bò viên, trứng, thịt bằm. Đấy, một tô đầy đủ thập cẩm như thế này nè. Wow, các bạn nhìn thấy không, phía trên là toàn thịt không ha, ở dưới là hủ tiếu. Tô này sẽ có giá là 65.000 nha. Ăn kèm với nó thì người ta sẽ cho phần rau như thế này. Rau thì các bạn có thể ăn rau sống hoặc rụng tí nha. Ở đây thì mình có gọi thêm một cái phần súp mà có thêm phần xí quách, một cục xương như thế này này, xương sườn chặt như thế này và bò viên. Thì phần này là 35.000 để ăn kèm với phần khô nha. Nói chung là nhìn tô hấp dẫn lắm các bạn ạ. Ở đây thì có thêm chanh này. Rồi bên đây là mình thấy là có giấm tiều. Đây một chai giấm tiều, có tương ớt, có nước tương, rồi có tỏi ngâm, có ớt ngâm, và có thêm hủ đường nữa cho ai ăn mà ăn ngọt có tiêu. Để cảm tâm ban đầu là nhìn thấy nó rất là hấp dẫn nha. Rồi mời cả nhà nha, thử miếng nước trước. Thơm, nó thơm quá. Nó thơm, nó có cái vị hơi hơi chua chua nhẹ, thơm. Cái kiểu thơm của nó đặc biệt thế ta. Nó thơm, nó đến từ hành phi và đến từ cái nước hầm xương. Và có hình như có cái phần hắc xì dầu trong nó nữa.
Đây là hủ tiếu của người ta các bạn này. Hủ tiếu giòn quá. Nhai hủ tiếu rất là giòn. Như các bạn thấy này, ở trong này người ta cho cái phần thịt mỏng các bạn, đây các bạn này, tức là nhìn vô một cái là thấy nó topping nó rất là nhiều, vì cái phần thịt mỏng nó quyện lên á, topping nhiều nha các bạn, chỗ này topping nhiều nha, thịt này là thịt trong người ta luộc lên, trong người ta thái mỏng ra. Nước ốc thơm ra. Ở đây là có cái phần bò viên này. Giòn quá. Cái quán này các bạn, đường cái nó thoáng quá trời thoáng rồi. Thoáng và rất là mát. Ở đây có một con tôm à, ở dưới quán này mình thấy có một cái sọt rác nha các bạn. Ở đây không có thấy nước chấm các bạn ơi. Có một con tôm. Tôm tươi nha. Ăn cái phần hủ tiếu Nam Vang á, nó có cái phần thịt bằm á, cho nên là hầu như là tất cả mọi cái lần mà mình gắp đồ lên là đều có cái phần topping nó dính trong đó. Ô, cái miếng này có gần có nạc các bạn ăn ngon quá. Cái sườn của anh á, hầm mới có gần có nạc. Ngon hả? Cái chuyện này anh hầm trong, anh lấy ra và anh ngâm trong cái nước hủ tiếu á, cho nên bây giờ nó ngấm mà nó rất là đậm đà, ăn khỏi cần chấm nha các bạn. Ở dưới mọi cái bàn đều có một cái sọt rác nha. Cái đặc dụng của cái thằng hủ tiếu Nam Vang các bạn, nó không có kiểu là nó hơi có màu hơi nâu nâu các bạn ha, nó không có được trong vắt như người ta. Cái màu nó hơi nâu nâu và kiểu nó giống thường mà hồi nãy mình hỏi anh này, anh nói là hầm bằng có cả tôm cả mực ở trong đó á, cho nên có cái vị ngọt nó cũng rất là lạ và cái màu nước hơi nâu nâu à, cái vị ngọt của tôm thịt và xương. Cái này là cái phần bò viên. Với nước dùng á, mới hút vào cái nó hơn có vẻ đậm đà nhưng mà không bị mặn nhau, đậm đà mà không mặn, không bị gắt. Thực sự là cái tô 6 năm này quá trời có binh luôn các bạn này. Nãy giờ mình ăn này, ở trong đó nó có nhiều cái phần thịt bằm này kia các kiểu á, mình cứ ăn cho đà xong mình cứ xúc lên được, cứ thấy phần thịt bằm nó nằm trong á, nhìn nó là chất lượng. Chính là phần thịt bằm nó tạo nên cái nét đặc biệt cho cái tô hủ tiếu này các bạn ạ. Thực ra đối với các cái món mà gọi là món nước á, thì hầu hết là cái nước nó sẽ quyết định. Nếu mà cái nước ngon là từ các cái hủ tiếu nó sẽ ngon. Còn mình nghĩ các cái phần khác như là thịt hay là gan, nói chung là hay là trứng thì những cái phần đó thì quán nào cũng có. Và nó ăn nhau ở cái chỗ là cái nước dùng á. Cái nước dùng đây đúng là cái vị nó rất là lạ. Ở đây thì mình thấy người ta cho cái rau này là cái rau giống một loại rau diếp giòn đấy các bạn. Tô này nhiều nha, ăn hết tô này là no nha. Thực ra thì ăn tô 4-5 ngàn là cũng no đó các bạn. Nhưng mà mình muốn kêu một cái tô đắt nhất cho các bạn xem như thế nào, tô 65 ngàn.
ăn hết mang về nhá. Nhưng mà mình phải thử qua cái món hủ tiếu khô cho các bạn. Thực ra nhé các bạn, đi ăn hủ tiếu nha. Đi ăn hủ tiếu ngày xưa là mình cũng là fan hủ tiếu nước, nhưng mà từ khi mà mình biết là hủ tiếu nó có ngon hay không là ở một phần rất lớn. Thường thường các quán hủ tiếu của người Hoa hay quán hủ tiếu Nam Vang á thì nó ngon hay không ở cái nước sốt này, nước sốt trộn này. Đấy, cái phần mà đen đen trong này này là ăn nhau ở cái nước sốt trộn này nữa. Cho nên là đi ăn hủ tiếu thì các bạn hãy kêu hủ tiếu khô nha. Vì khi ăn á mình chỉ ăn được cái nước sốt của nó và mình vừa ăn được cái nước lèo của nó. Cái sợi nó rất dai nhé các bạn, nãy giờ để mình quay lâu mà nó vẫn còn rất là dai. Thơm. Cái nước sốt của nó béo béo. Béo chắc mình cho cái mỡ lúc này người ta trộn vô. Và nó kiểu cái hầu nó ngọt ngọt, mãn ngọt kiểu dịu. Thơm. Thơm mùi hắc xì dầu. Thực sự là mình đi ăn mấy cái phần mà hủ tiếu á, hủ tiếu khô á, là mình chỉ cần đôi khi mình ăn cái phần hủ tiếu trộn này, hủ tiếu trộn khô này thôi này, là mình thích ngon này, khỏi cần ăn cái phần topping luôn. Cái hủ tiếu nó rất là dai và giòn. Ở chỗ này á, trong này có rất là nhiều cái phần mà gọi là thịt băm các bạn. Các bạn trộn lên. Thường thường mấy cái món mà trộn trộn á các bạn, chỉ cần cái nước sốt ngon thôi, trộn đều lên là ngon rồi. Giống như cái món cơm của Long Xuyên vậy đó. Trộn lên là trong một cái gắp của nó cái gì cũng có cả. Đây mình gắp thêm quả trứng vào. Mời cả nhà. Tuy là mình chỉ thấy hủ tiếu nước thôi nha. Nếu mà nói về cái sở thích là mình vẫn thích ăn hủ tiếu khô hơn. Cái quán này là bán 24/24 nha các bạn. Các bạn ăn lúc nào cũng được nha. Nói chung là bán cũng lâu rồi. Bán cỡ 30 năm rồi. Và bán gọi là đổi ca liên tục á. Bán xuyên đêm luôn. Cái này mình nghĩ là cô chú anh chị nào mà làm việc về đêm á, chạy xe hay làm việc về đêm mà đi ngang qua đây thì ăn được rất là ok. Ở trong đây có cái phần vừa thịt bằm vừa tỏi phi vừa tóp mỡ các bạn, nó quyện lại với nhau á. Ô ăn thuốc cái miếng tỏi phi nó thơm quá và nó rất là giòn, nó vừa giòn vừa thơm. Cái nước dùng nó rất là đậm đà, nó có cái hậu ngọt, nó không bị gắt. Hủ tiếu ok nha các bạn. Cái vị nó không có vị nồng, không bị gắt. Ăn rất là dịu. Hôm nay mình ăn mình kêu đó này hơi nhiều nhưng mà mình để giới thiệu cho các bạn luôn. Rồi các bạn, nói chung như vậy thì mình cũng vừa mới thưởng thức xong hủ tiếu ở đây. Ở đây cái điểm đầu tiên thích cái quán này thì đầu tiên phải nói là quán này nó thoáng mà nó khá là sạch sẽ nha các bạn, toàn là sạch sẽ. Đó là cái đầu tiên. Cái phần thứ hai là về cái phần khẩu vị á, thì đây đúng là cái khẩu vị kiểu chuẩn. Hôm nay thì mình là ăn kiểu đúng tận của Nam Vang á, thì mình thấy đúng là cái nước dùng rất là hay nha, rất đặc biệt nha các bạn. Cái vị của nó kiểu nó dịu dịu, nó không bị gắt, thơm thơm cái kiểu của nó. Cái kiểu của cơm me mình cũng không biết phải giải thích như thế nào, nhưng mà cái vị của nó ăn cũng khá là lạ, khá là hay. Về cái phần chất lượng thì một tô 65.000 rất là nhiều nha. Tô 65.000 rất là nhiều, ăn thoải mái, một người ăn no đó. Trong đó thì cái phần topping mình thấy khá là nhiều. Nhưng mà nói chung là riêng một phần giá bán thì các bạn cũng có thể nhận xét thêm nha. Phần về cái phần địa chỉ thì mình đã có giới thiệu phần đầu video rồi. Mình sẽ ghi thêm cái địa chỉ vào trong phần mô tả video, các bạn không nhớ thì có thể vào đó xem thêm nha. Mình lưu ý một chút xíu nha, đây là cái đường Điện Biên Phủ. Nhưng mà cái đường này là bên này là một chiều. Đấy, các bạn đi theo hướng từ cầu Sài Gòn đổ xuống thì nó nằm ngay bên phía tay trái luôn, ngay bên phía tay phải luôn, nó nằm bên đường một chiều, nó nằm ngay bên hông này luôn, ngay đối diện gọi là bên hông cầu Vượt Hành Xanh luôn. Nói chung về địa chỉ thì quán này cũng khá là dễ kiếm nha. Rồi nha, nếu các bạn thích món hủ tiếu Nam Vang hoặc chưa từng ăn hủ tiếu Nam Vang chính gốc bao giờ thì một lần nào đó đi ngang qua đây các bạn có thể ghé và ăn thử nha. Còn đi video này chắc mình xin phép được kết thúc tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha. Đừng quên like video và để lại ý kiến của các bạn về món ăn ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ mình tiếp tục ăn các bạn ạ. Quên phải nói thêm một chút nữa, ở đây là cái sợi hủ tiếu rất là dai nha. Hủ tiếu dai.
các bạn tới đây ăn hủ tiếu trộn nha. Nước ăn nước ăn trộn trộn mà theo mình thì các bạn ăn hủ tiếu trộn nha, để ăn được cái nước sốt của nó là ok. Xin kính chào cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn nha. Như vậy thì mình cũng vừa mới lên Tri Tôn của An Giang và mình đã lấy về một cái đường thốt nốt. Cái này là đường nguyên chất nha, mình vô tận nơi trong cái khu mà người bản người dân tộc á, người ta làm đường mình lấy đường về. Về cái phần video quay cái lúc mà người ta lấy đường và làm đường á thì mình sẽ để trong cái phần bình luận á, các bạn có thể vào đó xem thêm cái video về đường thốt nốt nha. Hôm nay thì em có lấy cái đường thốt nốt này nguyên chất này về bán nha. Đây là đường thốt nốt nguyên chất này. Cô chú anh chị có thể xem này, tức là nó rất là thơm mà đặc biệt nó rất là mịn. Đường thốt nốt thì hiện tại thì trên thị trường nó có rất là nhiều loại là giá khác nhau nha, có giá cao giá thấp, nhưng mà nó cái đó thì nó phụ thuộc vào cái lượng đường pha ít hay pha nhiều. Còn em thì em không có bán đường pha, em chỉ bán đúng một loại thôi, đó là đường thốt nốt nguyên chất nha. Đường thốt nốt nguyên chất khi cô chú anh chị ăn vào thì nó ngọt nhưng mà nó rất là dịu, và đặc biệt nó có một cái mùi thơm. Khi mà mình gọi là mình mới mở cái hũ ra một cái thôi là cái mùi thơm đầu tiên nó đập vào cái mình ngửi một cái nha, cái hũ này. Đấy, mình ngửi một cái là rất là thơm, ngửi vào một cái là biết cái mùi liền luôn. Còn khi mà mua về mà một cái hũ mà mở ra không thấy mùi thơm là coi như đường đó là phải đường thốt nốt nha. Ở đây thì như cô chú anh chị thấy là ở đây nó có tới hai cái màu ha, hai cái màu khác nhau. Thì thực ra thì nó là một loại đường thôi, nhưng mà nó phụ thuộc vào cái gọi là khi mà người dân người ta thắng á thì có lúc là gọi là già lựa hoặc là non lựa. Ví dụ như cái này là hơi non lựa này ha, còn cái này là hơi già lựa này. Nhưng mà về cái chất lượng là nó một loại như nhau nha. Này, mình mở ra cho cô chú anh chị tham khảo luôn. Đấy, già lựa và non lựa, một loại đường thôi nha. Cái này non lựa thì tự nhiên là chỉ có nó bị hơi tương bật lên phía trên ha. Còn cái này già lựa thì nó khô cứng lại luôn, nhưng mà nó cũng không có cứng đâu nha. Nó đường thốt nốt là có một cái đặc điểm này. Đây, em lấy cái muỗng em kiểu lên cho cô chú anh chị xem. Đấy nha, đường thốt nốt là nó sẽ rất là mềm, nhìn vậy thôi nhưng nó rất là mềm. Cạo này, cạo nó rất là mềm và nó sẽ có cái hơi ướt cái mặt. Đấy, cô chú anh chị thấy nha, bắt đầu cái mặt nó hơi ướt nha, rất là mềm, ướt cái mặt, rất là thơm. Cái đường này cô chú anh chị mà về mà đem về nấu chè, nấu cá hay là kho thịt thơm nước nhà luôn. Thơm lắm, cái này nó thơm lắm. Cái mùi của thốt nốt nó rất là đặc trưng, nó thơm nha. Nấu một cái là ông hàng xóm nghe là thèm luôn đấy. Rồi, các anh chị nào có nhu cầu thì có thể là đặt hàng nha. Em xin cảm ơn nha.